Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Jinkit Jin C do dược phẩm công nghệ cao AB phá sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Zincitzin C cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Zincitzin C có thành phần là vitamin B1 12.5 mg, vitamin C 375 mg, vitamin B6 12.5 mg, kẽm gluconat 525 mg, vitamin B2 12.5 mg, vitamin PP 75 mg. Zincitzin C được bào chế dưới dạng siro. Zinc C mang lại cho người dùng công dụng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, giúp giảm các triệu chứng do thiếu kẽm như ăn không ngon, suy dinh dưỡng, chậm lớn, tiêu chảy. Sản phẩm dùng cho các trường hợp bổ sung kẽm cho trẻ có chế độ ăn thiếu kẽm, tiêu chảy, mới ốm dậy, biếng ăn, trẻ có sức đề kháng kém hay ốm. Sản phẩm Zinc C được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Jinkit Jin C được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, trẻ em từ 1 đến 3 tuổi, uống 5ml trên lần, uống 2 đến 3 lần trên ngày. Trẻ em trên 4 tuổi, uống 10ml trên lần, uống 2 lần trên ngày. Chống chỉ định khi sử dụng Jinkit Jin C, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng. Qua những chia sẻ trong video này của trường anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Zinc Zinc C, đồng thời biết cách sử dụng Zinc Zinc C sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham